Cấu hình PC đồ họa full trắng cực sang trọng, hiệu năng khủng với bộ đôi i9-13900K và RTX 4070 12GB đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất trong tầm giá. CPU Intel Core i9-13900K 24x32 luồng, xung nhịp lên đến 5.8GHz, mainboard Gigabyte Z790 Aero GDDR5, tản nhiệt nước CPU Deepcool LT720Y, RAM Corsair Vengeance DDR5 RGB Wide 64GB 5200, ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 1T, VGA Gigabyte RTX 4070 Aero OC 12GB, nguồn Segotech 850W chuẩn 80 Plus Go, vỏ case Montech Sky 2. Giá CPU khi build máy tại Hoàng Hà PC đang tốt nhất thị trường, liên hệ ngay để được trải nghiệm nhé.